ta cho rong cua lấy xa tại ông nhà lên cả ná ai nâng tự ban cho tự thọ đại tế cái pi mà nè ban chạy bao ọp ra rọp sầm mơn là bất thiên động bọt đại xong ban đại nâng không chuẩn nóng chứng ta cho rong cua lấy xa tại ông nhà lên cả ná chia à kẹ ni chỉ ca cầm hôn brilliant city đại miên tì snạc ca thống nơi khai xìm riêng ai tự tu ban cho tự thoa lại được tề cõi pi mà nẹ khăn ông mà nẹ nó mong ốm khăn ông mà nẹ tránh bao ở prạ rộng mơn là đường nick xong ban thua cáp sai bọt với hai chia cho trận đập ngày ấy hay ban update chia vào tàu và tuốt nơi lơ Facebook page robot sa bỏ mình xong trong đường ra tập anh đi xong xong giấy pk bị vọt trong cõi tại một đoạn từ hay chụp xong giấy tập lập từ khối ở đăng ký sạch đường mà sau mình đi bỏ ôn tra nhẹ mình tiền bàn và một đồng khí nơi khai sinh viết hay bàn đại cái xa được rõ hỏi đồng bây phát đăng từ nhà thơ mình sẽ mặt ta chích áo chui rõ đồng nọ xài tìm mùi tí pi mà sau mình về liệt khai trăng đi như khơi thang khang ở nhà thọ khai sớm riết các bạn ba kịch bật chúng chưa muốn nông bom ôn bị chụp loạn đại trí cho nông cua robot ốc nhá lên chân nà phòng đài thứ bảy mà sao mình đi lục pu phai mà nặng bà các bạn tập đo khai sớm riết hay bạn tập tuồi do ai cả xá robot bom ôn mua chấm nón đam bay bị nứt hay thôi ca chui bom ôn tập tam là tập hiệp chặt đánh nông niêm lục pu phai mà nặng cứ chia nhà xa đọc phần miền chẳng cầu bị dương ba thưa ca sắp sai bỏ đồng viên trả ơn tu lăng mình tên được đi tu lăng đời xa tại bọc ôn ban chạy bọc ở lối trả ơn bị trả ơn mình tên không mà nẹ mà mơn cầm biến pi mơn cầm biến pram mơn cầm biến đọc mơn cầm biến hai nhạc lạc cha phẹp trong tháng ở lối là hốt đó phèm đọc mơn là bà trả ơn mình tên đời xa tại ca đạo bạc viên dụ chẳng ca vi nội dụ chưa muốn được cầm hôn brilliant city rồi bỏ nhà lên chân ná ta vi nội dụ bị mệnh nghe vô thì chỉ đã ca đã prạ tại mà đó bà ca đã prạ tại mà đó cái ao ca prạ không mà khai buồn phía rồi đã phải toán bằng bộ lọc nữa cầm hôn brilliant city rồi bỏ nhà xây ở nhà lên chân ná ao ca prạ chấm luôn buồn phía rồi không mặc khai chẳng bóng ôn khá có phép sống có đạn lối mà mơ nở lá không mặc khai có bàn từ tua ca prác buôn nở lá đạn bì mơn bàn bầm bầy nở lá đạn bầy mơ nở lá từ tua bàn bầm bòn bì rồi lá bóng ôn khá có bàn từ tua ca prác mền bà có bàn từ tua ca prác và hai chế bầy buôn khai hay khang trong hôn brilliant city thế nít lạt nếu bây đại ở thế được chôn chập đam đã prạ vì được dùng từ bốn cứ ca một cồn ca prạ ao đi bàn tiền tuột bây khá ao ca prạ dương môn cẩm nọt tiền và người ta chất đo ngày đo ao ca prạ ao môn cẩm nọt anh đi vi chia lọc bách ba khe tề vi chia lọc bách ao bóng ôn mình ca chưa tục chật ao ca prạ môn thay cẩm nọt tiền mà mơ là lá bạn bua nổi được là pi mơ là lá bạn vòng vây là bây mơ hơn bao nhiêu phần cho bọc ôn cất tới đã pram mơ là lá bàn mán mặc hai từ tu ban pi pon là lá bao sân chỉ ca vi để dục ní vi chỉ tiếng toát lơ lộn đi khmer nạ cro thì bà con tại đạn lôi pi mơ là lá mặc hai từ tu ban pi pon là lá ca prạ chi phần trăm bọc ôn cất ta chậm nói này bọc ôn đừng chôn lại phần tai hai từ dương chưa chẹt khang pê mình khai mình mở rộng rồi hốt đó thật đặng thật đặng xây từ nơi kia do một viên này dụng bàn tay thì bằng phót cho nông cua tràn cho pram pon tơ bổ mùi pon nẹ đặc biệt toán là bằng ổn cho nông cua đòi xa tài ca đặng prạ viên này dụng chiều mùi nâng cầm hôn bình lý rồi bỏ ốc nhà lên chân ná pram pon tơ bổ mùi pon nẹ hơi nẹ đài tranh bọc phía tràn bằng phót tư bộ lạc có nơi bà tê kê
bà chia bộ lọc có nơi bà tế kể đôi xa ấy đôi xa ta ốc nhà lên chân nà trong bà chạy tha ốc nhà lên chân nà bất chạy ốc nhà mẹn đôi miếng bà rì dịch rất chanh mà thầm thầy nà bà bà nà nàng ấy quát bất chí mình nghe cho ốc nhà mẹn quát miếng xa mạc công mới tiết xa mạc công ní thầy bàn cả xuống càng nghe chanh xì cái đây bà ca hơi tha chia xa mạc công đá mình xa lọc cho bà tế mình miên sất đầm bay nuông bộ rốt tật phơ bộ lọc có nơi bà tê kể rê tê bọn tay ốc nha lên chẳng na hiền bà hiến bà ca đưa sở mạc cùng hai uốt các đánh bà chạy bóng ôn á ốc nha lên chẳng na ban bà ca sở mạc cùng hai nuông bóng ôn tơ thơ ca nơi bà tê kể rê hai có bà ca đưa là bệnh bối tiết cứ đạp bà vì để chỗ uốt các đánh tha sở mạc cùng cái sở lọc chạy bạp hơi miền thân nặng nuông chỉ nhận bằng cợt để dễ chọn phù tứ lên chẩn ná ban tranh clip video hay subscribe không biết thái ai đóng hôn mình hết chia nhận bằng cợt mình té ní chưa đưa mình bật tỉ bà chưa đưa mình bật tỉ ốc nhà lên chẩn ná tẩm nong chưa thấy luôn khăng bà coi bị ban bóc ra bóng ôm một chiếc rốt hơi do kê mua là thay thà rồi bóc sập đánh thập ở đây hôn mình hết tập đẹp quấn ốc nhà lên chẳng ná bán trên lịch thất bạc cả bỏ ra miên bạc để xác thá mình miên bẹp buồn bần tay clip video mùi đại ông gặp hiếp xa bỏ ra miên Campuchia chân nha bán thuê ca sọc xài bạc mình cứ chắc bạc nè ốc nhà lên chẳng ná cứ bà chạy chắc bạc tay mà đón tha xa mạc cúng thơ bán bạc cả lãng đòi ai đóng hôn mà này bà nhà tập ngon đi xong bà xong xa nà ai ở nhà thô miên xa mạc tạch mẹ ta chặt về thiên đặc ca từ tam phương chấp bập các đại đồng phốt hai anh ban con về với liệp hồ bong bong ở nhà thô từ ở khánh được trăm ấy sầm đại tháp ở đây hơn một ngày thọ minh và sa hời bộc cô tương lai nè đại do cho mua đã bỏ sầm đại nè tự bao ra và chưa có luật mình bạch sầm cô ca pi sầm đại tê chặt ở đâu anh là vọt chấp bập từ đời xa tay sầm đạch mình miên bẹp quan từ những riêng ra đời bóc rong hoàn là thế mình tay nhầm sờ thay hết ấy còn miên clip video ốc nhà lên chân nà và cả cái này bạn đi hỏi mình tay ở nhà thôi mình xem mặt cách nơi mình toàn ban ăn được qua tam phơi chấp bát tam ăn được xa đời bóc sầm đạch tháp ở đây sao sầm đạch tháp ở đây ban và cả hai thà thà vay khăn học tư ăn được qua phơi chấp bát tư bà bọc cô trẻ lại nà thọt đục cho môi sầm đạch rưỡi cửa cho mua rồi bỏ sầm này tự bọc ra và chia bọt ăn được cho bát tư mạch sông cô ca mạch đi ca tê sầm này ban bậc ca hay thơ mà tay nhầm sò kho hay là với ban chia ở to miến ca chặt ca tam lời cho bắp đó là ông nhà lên trần nà ông nhà lên trần nà nó bên ít chập đau tùm lẹ cầm ho từ lớn đầm nắng cầm hôn mà phay phải mà đủ bỏ ôn sao phải toán cầm hôn đại đại ca vì được dụng ní cứ miên mà nuôi mà phay phải mà đại thôi chia đầm nang cầm hôn hai cái nông ca ô tiền bom ôm và chia parot ở đặt ca vi để dốt cho môi cầm hôn bom ôm mình ai đặt to chia môi cầm hôn tề bom ôm trai tại đặt tạm dạ đầm nang tem một hai trăm lượng này ca muốn trong đằng tháng bom ôm khác quạt chặt đạp đặt hai cầm miền nhẹ đại miền sơn nam chất không prap không nai non tha cũng đã phá vi để chỗ na cho mối cầm hôn đi và chặt cái bao áp đạp cái tề khăn cái tiết và khăn cái tiết là cái phá tha cũng áo đã phá vi để chỗ ấy và chặt tranh bao kê áp chưa tề áp chưa tề nơi pe đại cái bao men miên trâm tái bị tha vị và đệ xà rầy à vị và đệ xà rầy vì chơi chia vị và đệ xà rầy để cho phần ta ở vậy đã bom ôm cầm phong tài chụp vào chóp bầm no từ nơi kia quan cổ mèn on đời xa ấy đời xa tái bom ôn mang đạn phạm vi để dốc lấy phía trang cứ xây bầm no từ nơi kia tại một đồ bom ôn cất hai thang xây từ nơi kia pi mơn đạn cho môi crom hôn mà khai từ tôi mang ca phạm phẩm vậy rồi được là mình chắc ấy mà tay ba sân chia bom ôn cất ở toán cất ở chỗ ba đòi pra phải nhà tích á bom ôn đừng vô tháng ca prạ đại bom ôn ban từ tua và chạm khái chia prạ là bom ôn ta mến prạ không hôn tê vô lấy
ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចំណាយលុយ10000ដុល្លារលុយសុទ្ធហើយគេបានឲ្យការប្រាក់បងប្អូនមួយខែ400អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគេឲ្យបងប្អូនគ្រប់មួយឆ្នាំគ្រប់មួយឆ្នាំហ៎អញ្ចឹងអស់តែ4800ហ្នឹងប៉ុន្តែលុយរបស់បងប្អូន10000យល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគេយកប្រាក់របស់បងប្អូនទៅឲ្យបងប្អូនវិញតាបងប្អូនអត់បានទទួលប្រាក់ពីគេសូម្បីតែមួយដុល្លារទេអត់បានទទួលទេប្រាក់ដែលបងប្អូនបានទទួលថាជាការប្រាក់ប្រចាំខែដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យនេះមិនមែនលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនណាលុយរបស់បងប្អូនដែលបានដាក់ហ្នឹងណាតាន់នេះចំណុចហ្នឹងលុយ10000ដុល្លារគេឲ្យការប្រាក់យើងមួយខែ400អាហ្នឹងមិនមែនលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនទេលុយរបស់បងប្អូនដែលបានដាក់វិនិយោគហ្នឹងលុយរបស់យើងណាយល់ទេអាហ្នឹងលុយរបស់យើងតាហើយកុំនិយាយរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្ញុំឃើញខាងក្រុមហ៊ុនគេបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគេថាដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបានជាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមិនមានលទ្ធភាពនៃការទូទាត់ប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ជូនអតិថិជនការនិយាយបែបនេះគ្រាន់តែជាលេសដោះសារទេតើលុយដែលប្រមូលពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ម្នាក់10000ដុល្លារហើយជូនក្នុងគ្រួសារសរុប5-6000នាក់បើយើងគិតជាត្រួសវាចូល100លានណា100 200ទៅ300លានដុល្លារតើលុយទាំងអស់នេះយកទៅណាកុំនិយាយរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលេងចណ្ណានឹងមេគេនោះអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំង25រូបនោះជីសិតតែ507សួរថា507ផ្ទះវិឡាដីធ្លីហាងចុះហាងញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទំនើបថ្លៃថ្លៃតើបានមកពីណាមិនលុយបងបងប្អូនបាទមិនលុយបងបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយទៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះចាប់ផ្ដើមយកលេសថាដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានជាក្រុមហ៊ុនមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីសងប្រាក់ដើមនឹងការប្រាក់មិនអញ្ចឹងហ៎មែនទេអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាលេសតែលុយទាំងអស់ហ្នឹងគេយកហឺហាគេយកទិញឡាន507នៅផ្ទះវិឡាតាយល់ទេហ្នឹងអាហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ហើយការប្រាក់ទៀតសោកនេះ 4% បាទ 4% ក្នុងមួយខែបងប្អូនពេលខ្លះគិតលឿនពេកគិតថាចំណាយលុយតែ20000ទៅហើយមួយខែបានទទួលការប្រាក់800មិនធ្វើការទេមិនធ្វើការស៊ីវិខែទេស៊ីតការប្រាក់មួយខែ800មកជីវិតទៅរស់ស្រួលគិតចឹងហ៎អញ្ចឹងវាថាមិនទៅធ្វើការងារអីគេស៊ីវិខែ100 200ដុល្លារ300ដុល្លារទេបុគ្គលិកធនាគារក៏វិខែមិនច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរបើស៊ីលោក CEO បងបង CEO វិញវិខែ3-400ហ្នឹង500ហ្នឹងអស់គេហត់ចង់ដាច់ជើងប៉ុន្តែបងប្អូនងាយស្រួលមែនតើតដាក់លុយ20000ហើយបានការប្រាក់800មួយខែហើយបងប្អូនសង្ឃឹមថាបានរហូតទេអត់ទេបងប្អូនតើដឹងថាការឆោបបោកប្រាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានមិនមែនតែអុកញ៉ាលេងចណ្ណាម្នាក់ឯងធ្វើបានទេចាំរឿងដែលមានលុយរាប់លានដុល្លារវាសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធគេថាបណ្ដាញឆោបបោកគេបានរៀបគម្រោងឲ្យហើយហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយដែលផ្ទុះរឿងអុកញ៉ាលេងចណ្ណានេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ញើคลิปវីដេអូជាច្រើនមកខ្ញុំហើយខ្ញុំដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសັບផ្សាយទាំងអស់ខ្ញុំផុសជូនទាំងអស់បាទបើទោះបីជាមានអ្នកណាខ្លះថាខ្ញុំថ្ងៃផ្សាយតែរឿងហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំផ្សាយតែរឿងហ្នឹងមែនដោយសាររឿងហ្នឹងវាធំហើយវាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍រួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ចឹងខ្ញុំត្រូវតែផ្ដោតរឿងហ្នឹងយកមកសັບផ្សាយវាជាប្រយោជន៍ធំចឹងខ្ញុំផ្សាយហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្សាយហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកពូផៃម្នាក់ដែលបានទៅខេត្តសៀមរាបហើយជួយឆ្អើរឿងនេះដល់ឡាយអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបក៏សូមមេត្តាលោកជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសូមចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងក្តៅបំផុតនិងទាន់ពេលវេលាផងហេតុអ្វីក៏ឲ្យអុកញ៉ាលេងចណ្ណាយកគេឈ្មោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែឆោបបោកប្រាក់របស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋបែបនេះវាយខ្នោះទៅចាត់វិធានការទៅដោយសារតែសម្ដេចធ្លាប់ប្រកាសហើយថាអ្នកណាយកឈ្មោះរបស់សម្ដេចទៅបោកប្រាស់
rồi bỏ bỏ ông bị chìm rót mà chòng được bỏ xong câu cái thế anh được vót lấy bắp từ chẳng hạn anh còn mình tội anh được vót anh được xong mặt đắng đưa được bỏ nhà thầu đưa ra được bỏ công hôn pilin thịt thi được bỏ ốc nhà đây chẳng nản đi xong mới qua tới quạt chim mà được muối chất là sạc lăng bỏ ông khơi nơi lơ Facebook thấy bỏ quạt đấy quạt đã đang dậy chờ này lấy đi quạt chúng cá quạt bắt đầu profile đã rút chờ càng đồng nàng ấy một đứa chân ngọc để che từ nè hay phò ta sẽ cái đây chui đồng năng thì hãy đa tu cầm sọt này mà ta thiệt bất mèn chân thế ta và phô bò đồng bên tay khăn ống quát nơi ta bắt đo dựa bò ai đồng nàng mà phải phèm đồng nít chơi biển bệnh biển bệnh biển bệnh lôi biển bệnh biển bệnh quát lê ca tại nhà thó tha quát ban cho bà bị bóng ôm bị chia bớt tại hà sợ mơ ta học sợ mơ lá thế mèn thế chẳng cầm khơi ông nga lên chẳng nang đa tu khổng sót cất thác quạt là ngông quạt mình là ngông thì bà là bệnh môi tiết nhưng cất thác tha về khác quạt bảo mồ lôi ban tràn rọp rồi liến hai bờ sân chợ chọc cúc thắm mà chọc cúc ta chọc cúc mà chăn nắm pi chăn nắm trên ngô vĩnh bạt đầm nâng quạt sôn chăng tới cặp bớt quạt khạc chỉ thầy bà đây nè mà chăng anh nâng là bệnh cho bao nâng vì chửi riêng ta đai ta chửi riêng ta đai thì đây mà cha không hôn vì phục đây mới chẳng nè ông nhà hi cầm hong chẳng cho phun đấy kia ban tập bay khai ta tranh mong với người ta hay nó khơi bom ôn đại ban tập tua đầm lo sai nữa không hôn vì phục đây mới chẳng ở ta ban tập tua kì chẳng cả lần đấy nếu vì chưa ca sửa đi khía bà sửa đi khía hai bậc bậc lập nó bậc không hôn pre liên sự thi đấy cơ ban cha về xem này quạt đăng lên cho bà nè do lỗi đạo viên để dỗ mấy quạt đăng cho bà nè quan tài than này khá, mình hiên tranh một tòa khai cầm hôn rồi rừng, bà ở hiện đây, ban tài chat prap tê, hai sống ta tua dở, cà ri bò bị cái đây còn vó là bò ổn ở kia, hai cổ mồ bò đầm miên là ban cướp, hai thứ cá sai bò đầm miên tại mặt đồ, sống chư cha đằng đi, đại sa ta ẩn đất ở sâu, ta đo bò ổn ở kia đại tranh bảo, chẳng trao ca dùng sai chư vật to bật khơi nhé. Chẳng lục phu phay mà nạ có quát cho rùm chuối bóng ôm bởi chế bà rốt để quát bán tới khai xìm hiếp hay bởi mô ai cái xác bị bóng ôm bởi chế bà rốt quát bán bình chôn lòng phí tất hợp hiếp lời cho bắt thời gian mấy hà nhà thó có bán tranh múc đọc bây chút cho mũi bóng ôm bởi chế bà rốt anh ấy bị chắc thúc tha chi chùm hiên tim mùi đã chắc đá ấm nơi đầm ná cá rồi đầm nọt rái chún bóng ôm bởi chế bà rốt xua tha ốc nga lên chẳng nà bên đi nở nà quát nở luôn nở thọm đá tê còn mình chưa có bao vào mũi quát tê bởi lôi qua bởi mô hay nào nè đó xì tất trở đất á bóng ôn thật chăm ta lôi đại cho bọc bị bóng ôn bởi chìa bà rốt kìa mình đại đạc nông công tình kia cho mua kê tê hay cả kìa mình đại đạc nông công tình kia là bọc trong hôn này bà kìa ôi bọc cô đó tê để khi mình bẹp quán tục lôi cho nó kê kìa do lôi này tính đây tục tính anh chăng tê do lấy à nắng hay vì chìa là bệnh để cả bởi mô lôi hay do lôi nắng thật đạc lại xì nếu bây để miền rương chu cho hai sắp sắp mà chăn ăn bị bảy chăn ăn cái khla chỉ sẽ thay đây mà đâu hai nhà đại cro nơi đại cro vẫn có cự bom ổn ở kia đại sa tại bom ổn ở kia bán xây lôi từ địa kia hai tại đại bình nhốt rồng păng tha nặng bán từ tua cá prạ chi tiêu to và chẳng khỏe từ tua sọ tha bom ổn chưa chẹt cầm hôn liên sự thi đầu bọc nhà lên chân ná đòi sa tại tục chật lên chân ná đi bạc cài nè nhưng sắp còn về bậc cài vô hà xa sắp qua bậc cài kể tham mà nước chất ở xa khăn á chẳng bóng ôn mà chẳng nôn sắp đạp tới lung mà lung dài chứ hay còn mình có buôn quát trở nó xong rồi có buôn tình ý kia mà tiên lối có thể phép thả mệnh ấy mệnh ấy mệnh bóng ôn này mình bánh hà trong riêng côn quát trong ấy có phép đầm nang quát thơ mệnh thơ mệnh biết ốc cho bạn chạm sai là hổ bóng ôn trong đắng châu mơ và thèm chlát bà có đã chlát còn đã bỏ bom ổn bàn thì chấm lạnh đi bom ổn thật là tôi qua cá bớt thả bom ổn là ngủ cầm khăn xong á mà tại bom ổn thật là tôi cho cá bớt thả bờ sân chỉ bom ổn mình là ngủ ốc nhà bỏ cả bàn thì tôi cho cá bớt hái chặt tóc chỉ bắt bị sao ngay khỏi của mấy cái bọc tiền đã phải toán á cầm khăn xong vậy chẳng tôi qua thả dương là ngủ cái bọc bàn chặt tóc chỉ bắt bị sao ngay khỏi dương chụp là ngủ ở cái bọc tiền nè hay cầm khăn xong bị bất vì mình vào ruột thì và tay bị bất vì chỉ tháng năm đó sạ sất ai chia ba là chỉ mười bàn
khai tập biệt em đôi ốc nhà lê chân nà tê là thuê bóng ôn phong khu nô nẹn dây bất trang kia sắp bật tay nẹn dây bà em nâng thuê bóng ôn sạp chám á bà quan tài chi ở vấy đài nhìn dây trong cái bóng ôn đó tê bóng ôn tự ốc rít là tránh bóng cầm hôn mình miên chọc bẹp quan lực xong tê dây khlây mình đai sqoa đi phong ở đai sqoa thì thang mạch phong mà chẳng ấy bóng ôn sqoa chấm khỏi bê để xong sai nữa tê và tay xong nó không bị sai đi chú hoài bà sống khơi những đứa em trẻ chui sai tới sai đạm bay ấy tì mùi đạm bay ơi mà hai chân bạn đằng rương đi cùng ơi miền đã tranh bao và to tiền là nó chấm đất tì mùi chấm đất tì pi ai ở nhà thô nơi không mù than đạm bon nắng khai nắng xoay ra đạm lá sai chun bọc ổn chấm đất tì bay trong ơi thay đạm non của pool lột bàn khơi như hơi lột chư cha cho mũi bóng ôm về chiều rót lột thưa kịch an tra công bị lơ mỡ oi ở nhà thô căn té đập đại đập trứng háo chui bóng ôm về chiều rót nè anh đang chuẩn đang sầm khăn tại đầu ca thẩm mân đập bóng bóng ôn ca cha phe một sông sông dốt là rắm nương bà bóng ôn ở là linh bị khôn hơi nhà khác phe đập mơn là đập mơn phe mơn văn co từ đi kia nương văn co từ đi kia đi kia mình ai mình tiền lôi bóng ôn thì bóng ôn ai xây từ đi kia bán được xa tay bóng ôn bạn đã trộm thì nia bà trong bóng ôn mình xong từ đi kia mình sắt ăn được water tam plate bạc bà anh ấy vừa chia câu cá cả tập một cách đại dương bằng xây bóng nồi từ đi kia trong xong xong thưa ca xả rộp bỏ đồng miền đi mà mình cho mọi về trái anh nhà thâu khai xiêm biết còn phong tá đọc sai hời và tại đọc sai bạn là tập hợp bài mấy năng chạm vào to ở khía chôn rong cua nơi ta vào to tiêm tia đầm bay ban lôi màu vĩnh đời xa ta chôn rong cua ban xây bùng nọ từ địa ký hai cầm phong tái quan cổ hay đừng đi đã đặng nón còn lỗ ban đặng lại chân cầm phong tái với cái an tra cung ở khía đại lai ốc nhà lên chần ná an thá mình biên lôi tề cột con làm bay so mong ôn tề bàn tay xua tha ta lôi rọp lôi liên là còn đâu tận nàng bọc ôn sai này tề tình là tầm nơ tẹt vì la tình đầy tục ở chợ đá đi anh đang bóng ôn cái này đang hàng thứ bảy chúng nói sống khăn bằng phật xôm ơi xem mặt cái cây pẹp con anh được vào lời cho bạn đại ông nga lên chân na hiền do chúa mua nó không mua nó bỏ sống nách thắp ở đấy tờ pẹp con chỉ mới cầm hôn đại cầm phong tái bọc ra và chia bọt đường ra tặng anh đi và sân bao bóng ôn miên po là miên thấm mấy ai prap trong bán cha cho mình bọc hay tới bạn sau một côn bóng bọn nó